Ngày 24 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Công an thị xã Bến Cát triệt phá một đầu nậu chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát. Công an đã bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Thảo, thường gọi Tí Mập, 30 tuổi, ngụ phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương, cùng đàn em là Trương Đình An, 21 tuổi, quê Kon Tum. Theo cơ quan công an, sau thời gian đeo bám theo dõi, ngày 21 tháng 4 các trinh sát phát hiện Thảo sẽ đi giao ma túy cho khách nên lên kế hoạch bắt giữ. Khi Thảo mang ma túy vào một khu nhà trọ nằm trên đường NK9, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát để bán thì các trinh sát ập đến khống chế. Lúc này, An đàn em của Thảo đang ngồi đợi ngoài xe ô tô, phát hiện sự việc nên định rút súng chống trả, giải vây cho Thảo nhưng đã bị các trinh sát khống chế. Cơ quan công an thu giữ trên người và trên xe ô tô 998 viên thuốc lắc, một khẩu súng cùng 13 viên đạn đầu cao su, một tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng được gấp lại bên trong chứa chất ma túy và một túi ni lông keo dính chứa ma túy. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.